Sương sẩu mà bán giá cao. Đó là cách mà tờ lao động miêu tả khi nói về việc đấu thầu quảng cáo trên xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh. Và dĩ nhiên, làm gì đã có quảng cáo còn lọ ế đây này. Mà mới đây nhất là lần đấu thầu thứ tư hôm 8 tháng 3 khi không có đơn vị quảng cáo nào tham gia bỏ thầu. Để phân tích câu chuyện này thì trước tiên hãy nói về chủ trương bán quảng cáo trên xe buýt. Nó có khả năng sinh lời không nhỉ? Câu trả lời là có, chỉ ít là theo dự tính của ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Theo tờ lao động thì con số thu về có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng, giúp giảm ngân sách trợ giá xe buýt hiện lên tới trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều lần xin để được bán quảng cáo nhưng mà phải đến năm 2017 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới bật đèn xanh cho chủ trương này áp dụng đại trà. Tuy nhiên thì trong năm đầu tiên này thì đấu thầu cũng chỉ có 492 xe bán được quảng cáo, còn trên 1.570 xe, nghĩa là đến 3/4 số xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau 4 lần đấu thầu vẫn không có ai tham gia. Một trong những lý do được chỉ ra của việc ế thầu đó là phần thịt ngon thực ra là đã bán hết rồi. Thịt ở đây chính là các tuyến xe buýt chạy trên các tuyến đường và bến bãi ở trung tâm thành phố, tương ứng 492 xe đã bị mua hết. Sai lầm là ở chỗ phần xương sẩu còn lại, nghĩa là các tuyến vùng ven, rìa ngoại thành thì lại được chào bán với giá ngang bằng với phần thịt ngon. Vì thế nên mới không có ai mua. Theo ông Nguyễn Quý Cáp, chủ tịch Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh thì mặc dù giá thầu đã được các sở ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, nhưng mà việc áp giá thực tế là đã sai ngay từ đầu. Chỉ cần nhìn ra Hà Nội là thấy điều này. Nếu như ở thủ đô, chi phí trung bình để quảng cáo trên một xe buýt là 20 triệu đồng một năm thì ngay từ đầu Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng mức giá lên đến 90, 100 triệu đồng một năm. Đó là mức giá quá cao. Ông Nguyễn Quý Cáp cũng cho rằng khi thất bại đến lần thứ tư, thì trung tâm quản lý giao thông công cộng và sở giao thông và sở giao thông vận tải phải ngồi lại với nhau xem là giá sàn như vậy đã hợp lý hay chưa để điều chỉnh chứ không thể khư khư giữ nguyên giá rồi cứ thế chấp nhận thất bại. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã phải thừa nhận điều này. Từ giao thông trích ý kiến của giám đốc trung tâm này thì cho biết một nguyên nhân nữa dẫn đến thất bại khi đấu thầu. Đó là việc phải đặt cọc trước ít nhất 5% giá trị khởi điểm của gói thầu. Điều này thì gây khó khăn và rủi ro cho các doanh nghiệp. Trong khi xu thế quảng cáo đã dịch chuyển sang truyền hình, website và mạng xã hội. Theo dự tính của Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh thì nếu việc tổ chức đấu thầu lần tới vẫn không thành công thì đơn vị này sẽ phải thay đổi phương án. Có thể là giao cho một đơn vị bán lẻ và không nhất thiết phải đấu giá theo giá sản có sẵn mà phải thương lượng. Phương án 2 đó là nghiên cứu giao cho doanh nghiệp vận tải chủ động bán quảng cáo một lần nữa thì xin nhắc lại cụm từ được tờ lao động miêu tả, xương sẩu mà bán giá cao. Có lẽ nếu đây là câu chuyện của mua bán thông thường của các công ty tư nhân thì chắc chắn là sẽ không có chuyện cố giữ giá mà rốt cục để ế hàng suốt một thời gian dài như thế này. Vì đơn giản là chậm bán ngày nào thì họ sẽ lỗ ngày đó. Hệ lụy với câu chuyện đấu thầu quảng cáo trên xe buýt TP.HCM thực ra cũng như vậy mà thôi. Chậm bán ngày nào thì ngân sách thất thu ngày đó.